Hello, chào bạn nha. Đây là chuối ruột, chuối hột rừng. Qua tôi vừa đi lấy. Này, chuối hột rừng này. Hôm nay tôi thái ra để phơi. Thái ra để phơi. Rồi đánh ngâm rượu. Thái ra để phơi rồi ngâm rượu. Cái này chứa khá nhiều bệnh các bạn, sỏi thận này, dạ dày này, đại tràng này. Đây là chuối hột rừng miền núi. Bằng này thì khoảng 2 buồng. Quả nó chín rồi thì không nên. Quả nó chín rồi không nên thì tối mình biết đi đấy. Quả nó to rồi mới nên này các bạn. To to này, buồng to này. Chuỗi hột rừng. Cái này tôi sẽ phá thái ra, thái mỏng như này bạn, thái mỏng như này, thái mỏng như này, xong đó nó mới phơi khô rồi lấy ngâm rượu, chuối hột rừng, tôi thái tiếp nhé. Theo quan niệm dân gian thì chuối hột này là chứa dạ dày, sỏi thận, ngâm rượu. Tất nhiên mình không nên dùng nhiều quá, đều đủ lưu lượng thôi, ít thôi. Chuối hột rừng miền núi. Các bạn hãy ghé thăm và ủng hộ tôi nha. Đây, nào cả. Cái ngọn này thì vứt đi, ngọn này không dùng. Cũng gốc này này, cũng gốc với cái ngọn này này. Chỗ này vứt đi. Thái mỏng, mỏng, lát mỏng đi, phơi khô nhanh. Đấy, miếng thì miếng nó mỏng như này này, phơi với khô mà nhanh các bạn. Đây, đây là để ra đây phơi. Đấy, phơi khô như này. Một thời gian thì nó khô hẳn là đóng túi thôi. Thái tiếp nha. Các bạn hãy ủng hộ tôi nha. Chuối hột rừng nơi tôi ở.
chỗ lên miền núi đấy. Vứt cái này đi. Vứt cái này đi. Cái này là do mình lấy từ trên rừng về nên là chúng cũng không cần rửa đâu. Chỉ cần vặt ra này, phủi phủi hay là phơi khô là được rồi. Phơi khô thì lên là khi mà trước khi lấy vào bình ngâm rượu là tạm tráng vào rượu một lần là được. Thì để cái bụi của nó bay đi. Dụng của nó tốt lắm, lại ngâm rượu uống. Chuối có đen nguyên chất ở miền núi, rừng núi Bảo Lạc Cao Bằng. Tôi là người sinh sống ở đây nên có thời gian đi thu lượm về, hôm qua vừa đi lấy nên là hôm nay thái ra phơi, phơi là khô là để bán rồi. Đặc sản núi rừng các bạn này nhá, ghé năm mà ủng hộ tôi nhá. Tôi sẽ bán cái loại chuối này với giá cả theo thị trường này. Đấy. Đây, ngày hôm qua là tôi vừa đi lấy á. Chặt về thì cái cuống này là nó có nhựa nên là nó thâm mà rồi. Nhìn nó như cũ ấy, nhưng mà không phải đâu các bạn nhá. Nhìn nó giống như cũ ấy, nhưng mà không phải nha. Chuối hút rừng đây này, tất nhiên những cái chín như thế này thì không thái được nữa, không phơi được nữa mà chỉ có vứt đi thôi, bởi vì nó chín rồi, nó nát rồi, vứt đi này. Đây nhìn cái buồng này, cái quả này chín này, vứt đi này. Sẽ tiếp tục thái tiếp ạ. Giới thiệu với các bạn đấy, đây là cái chuối hột rừng ở miền núi Cao Bằng, do tôi tự đi lên rừng tìm và khai thác ngày hôm nay về thái ra nha, để phơi khô, sau đó là phục vụ anh em đồng bào thôi, phục vụ tất cả những người mà có nhu cầu để đặt hàng của tôi. Tôi sẽ ship hàng. Cái này chắc phơi khoảng 4-5 hôm là nó khô thôi. Phơi 4-5 hôm là khô rồi. Nếu mà trời nắng mà có gió. Nghĩa là mình không thể để nó định mốc. Chuối rừng nguyên chất nha các bạn nha.
hay ghé thăm kênh, có ghé thăm kênh tôi để ủng hộ tôi nhé. Rồi, tôi tiếp tục công việc thái chuối của mình này. Cảm ơn các bạn nhé. Có nhu cầu hãy đặt hàng của tôi nhé.